Hello, what's up anh em? Chào tất cả các tình yêu. Thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em mình quả kèo gấm gạo, cũng như là hướng dẫn cho anh em mình một số cầu kèo cơ bản. Anh em mình xem video cũng như là thấy cách chơi ok thì anh em mình tiếp tục áp dụng vào để anh em mình chơi cũng như là chốt lãi hàng ngày. Trước khi chơi thì tôi đã nói đi nói lại với anh em mình khá là nhiều lần rồi. Anh em mình nên đặt cái mục tiêu ra, vốn bao nhiêu và muốn chốt lãi bao nhiêu cho nó dễ. Khi mà anh em mình có mục tiêu ngay từ đầu rồi ấy, thì cái chuyện cơm gạo nó sẽ không khó đối với anh em. Nhưng mà anh em mình chơi thì anh em mình nhớ là phải biết điểm dừng. Đấy, điểm dừng ở đâu? Phải nhất định là phải biết điểm dừng anh em ạ. Vấn đề chốt lãi cũng rất là quan trọng. Còn về vấn đề cầu kèo thì hôm nay tôi sẽ áp dụng cho anh em mình công thức là chạy cầu điểm phiên theo cầu cơ bản. Công thức này thì tôi cũng đã áp dụng đi áp dụng lại với anh em mình khá là nhiều lần trên những video rồi. Nhưng mà lúc nào cũng nói với anh em mình ấy là cái xác suất là nó sẽ rơi vào tầm cho anh em mình là từ 70 cho đến 80% anh em nhé. Để cho anh em 70 cho đến 80% là xác suất là anh em có thể chốt lãi theo cầu được. Ở đây anh em mình có thể thấy là xu hướng đang chạy cầu 212 đúng không? Anh em mình cho nó đi theo cái cầu 2112 luôn, được chưa? Tay đầu tiên này 500k, cái gì cũng vậy anh em ạ, phải thử cầu mới biết được đúng không? Phải thử cầu xem nó như thế nào mới biết được. 500k xỉu tay đầu. Ok, chuẩn này. Và cái xu hướng theo cầu này thì không bao giờ dám nói với anh em mình ý, là cái tỷ lệ là 100% được. Nói chung là chắc chắn là phải có sai số, nhưng mà nó sai số nhỏ. 30 đến 20% là sai số, còn 70 đến 80% là kèo về lâu về dài. Nói chung là tôi đã áp dụng đi áp dụng lại khá là nhiều lần rồi, được chưa anh em? Sẽ qua đây như thế nào đây, con này nó đang xu hướng là chạy cầu à? 21 211 rồi, 2112 nữa ạ. Đấy, vẫn là xỉu rồi, nhưng mà con này tôi sẽ không đi 500k nữa, tôi sẽ gấp lên, tôi đi 1 mét. Để xem như thế nào đi nhé. Ok rồi, chuyển cầu rồi. Theo cầu tiếp tục đây này nhé. Bẻ nhẹ tiếp tục này. Bảy mươi đến 80% anh em ạ. Nó vẫn là đúng cầu cơ bản. Đấy, 2112 vẫn tiếp tục áp dụng cái công thức này chạy theo cầu 1,5 mét. Để cho anh em vẫn theo cầu anh em nhé, 70 đến 80% là anh em có thể chạy được, khá là ok anh em ạ. Đừng có cố gắng bẻ cầu làm gì trong khi anh em mình có thể đi đúng cầu kèo mà. Đây, lại chuyển cầu đây ạ. Được chưa anh em? Nói chung xu hướng về lâu về dài ấy, thì anh em mình không cần phải suy nghĩ về cái vấn đề cầu kèo nữa, cứ chạy theo cái công thức thôi, cực kỳ ok và cực kỳ hợp lý luôn, vẫn xỉu thôi anh em ạ. Nhưng mà tay này tôi chỉ đi nhỏ lại thôi, 500k. Được chưa anh em? Vẫn theo cầu anh em nhé. Xem con này như thế nào này. 70 đến 80% anh em nhé. Vẫn chạy cầu cơ bản, không cố gắng bẻ cầu, không tạo độ khó cho game. Xin. Xin nhẹ quả kèo này đúng cầu này. À, ok anh em ơi, con này nó chạy là về một cái cầu vào. Con này là 14
8, 6, 14 lại về 12. Ok nào nhá. Đây 1 đi 1 2 3 thôi. Đi 1 2 3 nha anh em nhá. Đấy, chạy đúng 1 2 3 luôn. Để xem qua này có đúng hay không này. Cái này tôi đã nói đi nói lại với anh em mình rồi, phải áp dụng cầu về lâu về dài anh em ạ. Xem con này như thế nào anh em nhé. Tỷ lệ 70 đến 80% anh em ạ. Xin kèo. Được chơi anh em. Vẫn là chuẩn này. Đấy, khẳng định với anh em mình luôn. Không có từ sai số ở đây anh em ạ. Chuẩn cầu anh em nhé. Thì hôm nay chắc là tôi sẽ chốt lãi ở đây thôi. Hôm sau có cầu kèo hoặc là cái chơi mới thì tôi lại lên tiếp với anh em mình. Nghỉ ngơi, thân ái, bến chào. Nói chung ấy, trên những con game này nó có rất là nhiều kèo anh em ạ. Đấy, như là sẩn này, hai sẩn tài xỉu này ấy, thì nó sẽ chạy nhân hơn. Đấy, để tôi cho anh em mình xem này. Đấy. Đây là sẩn là chạy tầm 30 giây thôi. Một sẩn MD5 và một sẩn cân cầu. Trên này thì nó có rất là nhiều trò từ bóng đá này, AG Live này, tiến lên miền Nam này, sẩn quay hũ thì rất là nhiều sẩn quay hũ luôn. Đấy, rất nhiều trò quay hũ để nên mình chơi mỗi ngày. Game online em nhá. Game online thì có sổ số này, AG Live đây, những cái cổng live quốc tế này nhá. Những cái top, những sẩn live quốc tế để nên mình chơi hàng ngày này. Đấy, rất là nhiều trò. Có thể nói rất là nhiều trò anh em ạ. Để có thể xem để nên mình chơi trên này. Hôm nay chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây thôi. Hôm sau có thời gian thì tôi lại lên tiếp với anh em. Thân ái, mến chào.